Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, liên quan đến ca nhiễm đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết bệnh nhân này đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh. Hiện tại thì bệnh nhân đã được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. 165 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này cũng đã được cách ly tập trung theo đúng quy định. Trong số này thì chủ yếu là người ở Hà Nội và 3 địa phương khác. Như vậy là đến thời điểm này thì đây là ca bệnh xâm nhập đầu tiên. Với các biện pháp quản lý người nhập cảnh thì không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Trong nước đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc COVID-19 bất thường, các trường hợp hội chứng cúm lây lan nhanh hay có thể biến đổi nặng với bất thường để chuyển về các viện Pasteur, viện vệ sinh dịch tễ để giải trình tự gen để phát hiện biến chủng Omicron. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Quảng Nam vừa ban hành chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động người thân đang làm việc ở nơi dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết. Cùng với đó thì các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người về từ vùng có dịch phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định. Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên thành phố quyết định tạm dừng các hoạt động chào năm mới 2022. Hai sự kiện chính bị hủy đó là chương trình dạ hội Hội An chào năm mới vào ngày 31 tháng 12 và chương trình đón đoàn khách đầu tiên tham quan thành phố vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố cho học sinh khối lớp 7, 8, 10 và 11 đi học lại từ ngày 3 tháng 1. Riêng các khối lớp 6 và bậc mầm non tiểu học, tùy vào tình hình dịch trong thời gian tới thì sở sẽ có đề xuất cụ thể sau. Trước đó thì để chuẩn bị cho phương án mở rộng đối tượng đến trường vào tháng 1 năm 2022, vào ngày 24 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện báo cáo kết quả tổ chức học tập trực tiếp vào ngày 13 đến ngày 25 tháng 12. Nội dung bao gồm tình hình dạy học trực tiếp lớp 9 và 12, số liệu về F0, F1 phát hiện khi học trực tiếp, công tác chuyên môn và học những thuận lợi khó khăn gặp phải, kiến nghị đề xuất về lộ trình thực hiện trong giai đoạn tiếp theo từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Từ cơ sở này thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ quyết định lộ trình tổ chức dạy học trực tiếp sắp tới với các khối lớp khác. Riêng khối lớp 9 và 12 thì học sinh vẫn đến trường sau ngày 25 tháng 12. Giá vàng thế giới đi xuống kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay ngày 29 tháng 12 hạ theo. Lúc gần 11 giờ trưa thì tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức là 60,85 triệu đồng một lượng mua vào và 61,4 triệu đồng một lượng bán ra. So với cùng thời điểm vào ngày hôm qua thì giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này hiện giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai đầu giá. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 60,65 triệu đồng một lượng và 61,35 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng ở cả hai đầu giá. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ sáng nay cao hơn khoảng 11,4 triệu đồng một lượng bằng với chênh lệch vào sáng ngày hôm qua. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào ngày hôm nay 29 tháng 12 thông báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền Bắc tiếp tục có rét đậm, có nơi rét hại về đêm và sáng sớm, trời không mưa. Trong ngày thì nhiệt độ tăng và ổn định hơn. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên ngày hôm nay khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi mưa dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp độ 1. Cảnh sát Mỹ thông báo vào ngày 27 tháng 12 theo giờ địa phương, một đối tượng nam giới đã xả súng tại nhiều địa điểm khác nhau ở bang Colorado khiến cho 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Các vụ việc xảy ra tại 4 địa điểm khác nhau ở 2 thành phố bao gồm Denver và Lakewood. Cảnh sát sau đó thì đã nhanh chóng tìm ra đối tượng ngay sau khi tên này rời hiện trường để đến một địa điểm khác. Đối tượng đã bị bắn hạ khi mà đấu súng với cảnh sát. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành và chưa rõ động cơ của đối tượng. Bạo lực súng đạn lâu nay vẫn là một vấn đề nhức nhối tại Mỹ. Nhiều tổ chức vận động cho rằng chính những quy định sở hữu súng đạn có phần hơi lỏng lẻo của giới chức này đã khiến cho tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn.
Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 12, tổng cộng 116 thành phố ở bang Bahia, miền đông bắc Brazil cũng đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do mưa lũ kéo dài tại khu vực này kể từ cuối tháng 11 vừa qua. Ngoài ra, thì các thành phố ở ít nhất 5 bang khác ở miền Bắc và miền Đông Nam của Brazil cũng đã bị ngập lụt trong những ngày gần đây. Riêng ở bang Bahia, lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 470.000 người. Kể từ đầu tháng 12 đến nay, thì lũ lụt đã làm 21 người thiệt mạng và 358 người bị thương. Mưa lũ cũng đã làm ngập một số cơ sở y tế, kho thuốc ở một số thành phố, làm hỏng một lượng vaccine ngừa COVID-19. Theo Trung tâm Giám sát và Cảnh báo Thiên tai Quốc gia Brazil, đây là giai đoạn mưa nhiều nhất tại bang Bahia trong 32 năm qua, với lượng mưa nhiều gấp 5 lần so với lượng mưa thông thường cùng kỳ các năm trước. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 12, Australia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay do sự lây lan của biến thể mới Omicron. Cụ thể là trong 24 giờ qua, Australia có thêm 16.500 ca mắc mới, cao hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 11.300 ca trong ngày 28 tháng 12. Số ca mắc mới tại bang New South Wales là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến thể mới Omicron, tăng gần gấp đôi so với các ngày trước đó. Các cơ sở xét nghiệm COVID-19 ở bang này cũng đang trở nên quá tải. Dù vậy, thì giới chức Australia vẫn loại trừ biện pháp phong tỏa, cho rằng cần tập trung vào lượng bệnh nhân phải nhập viện. Nước này cũng sẽ rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi tăng cường xuống còn 4 tháng, bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 tới đây, đồng thời siết chặt một số hạn chế, trong đó có quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà. Ngày 28 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng tuyên bố chính phủ nước này sẽ cân nhắc việc tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho người dân nhiều nhất có thể do lo ngại về biến thể mới Omicron. Chính phủ cũng sẽ đảm bảo triển khai đầy đủ các biện pháp phòng dịch để người dân có thể cảm thấy an toàn khi vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể mới này. Mặc dù Nhật Bản vẫn chưa ghi nhận số ca nhiễm biến thể mới Omicron tăng lên, song chính phủ nước này vẫn đang cảnh giác cao độ khi cấm khách nước ngoài nhập cảnh, tiến hành xét nghiệm PCR miễn phí và xét nghiệm kháng thể tại một số khu vực như là thủ đô Tokyo, nơi đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể mới trong cộng đồng tăng cao. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 12, Quốc hội Tây Ban Nha cũng đã thông qua lần cuối ngân sách chi tiêu lớn nhất trong lịch sử của nước này là 240 tỷ euro, tương đương với khoảng 269 tỷ đô la Mỹ trong năm tới. Trong bối cảnh chính phủ đã tìm cách thúc đẩy hoạt động khi mà nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, ngân sách trên bao gồm 26,3 tỷ euro từ quỹ phục hồi kinh tế của EU. Và Tây Ban Nha là một trong những nước thụ hưởng chính của quỹ này, với việc quốc gia này sẽ thu được tổng cộng 140 tỷ euro tiền tài trợ và cho vay từ quỹ trong vòng 6 năm. Thủ tướng của nước này cũng cho biết ngân sách trên là chìa khóa để củng cố một sự phục hồi công bằng và bao trùm, giúp cho kinh tế phục hồi sau đại dịch. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.